thấy nghe rất là thích vì bản thân em cũng có tính toán và cũng có tìm hiểu một chút về tiểu vi như là phong thủy. Có một phần là em muốn hỏi là em năm nay là sao Mộc Đức. Vâng, xin chào anh. Em sinh năm Bính Dần, 86. Vâng. Em đang có một cái dự án cũng khá là lớn với công ty em xây dựng một cái nhà máy ở Bắc Ninh. Vâng. Thì em muốn khởi công nó vào khoảng khoảng tháng 10 âm lịch thì có hợp lý không ạ? Vâng. Trước hết là mình sẽ chia sẻ nó có ba cái ý trong này. Ý thứ nhất đó là cái tuổi Bính Dần năm nay có vấn đề gì không? Trước hết là tuổi Bính Dần nói như này vẫn không đúng lắm đâu nhé, nhưng mà nó cũng được khoảng tầm 30%. Tức là năm nay là năm Tân Sửu, Bính Tân hóa thủy. Bính Tân thì hóa thành thủy khí sinh tài. Năm nay Dần là Mộc, khắc Thổ là Sửu, là tài tinh. Nên năm nay là cái năm rất là tốt đối với tuổi Bính Dần, đặc biệt là người tuổi Dần. Năm nay thì một trong những cái tuổi lúc đấy toàn nói tuổi xấu thôi, không nói tuổi tốt, nhưng mà thực tế là nếu như mà đánh giá là cái tuổi tốt nhất trong năm 2021 thì là người tuổi Dần, sau đó đến người tuổi Mão. Thì là người tuổi Dần do là đắc được cái chính tài, cho nên là cái việc mà đầu tư xây dựng hay là mở rộng là cái việc rất là tốt. Tuy nhiên là cái nhà máy ở đó có tốt hay không thì nó còn phụ thuộc vào hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là thời điểm khởi công như là tháng 10. Nhưng mà trước khi nói về thời điểm khởi công thì cần phải biết được cái tọa hướng của cái nhà máy đó. Cái tọa hướng của nhà máy đó được quyết định bởi cái nhà điều hành. Cái xưởng, cái nhà máy thì nó sẽ có cái trụ sở điều hành, đúng không ạ? Và sau đó mới đến cái phần nhà xưởng. Đó, thì cái trụ sở điều hành được khởi công xây dựng vào thời điểm nào và lập hướng ra sao. Và yếu tố thứ hai đó là cái bố cục sắp xếp cái nội khí, tức là cái đường đi lối lại ở bên trong cái không gian nhà máy đấy thế nào thì nó mới quyết định được cái tính cách hay là mới trả lời nên hay không nên. Thì nên thành ra là cái này thì cần có một cái sự tư vấn kỹ dựa trên cái mặt bằng tổng thể vì bố trí không gian. Vâng, em xin bổ sung thêm một cái nhỏ thôi để anh có thể xem đây là cái nhà máy em xây dựng là hướng Tây vì nó hợp với lại cái Tây tướng mệnh của em. Không phải đâu, đây là bạn nói như thế này. Rồi nói tiếp đi ạ. Vâng, nó có một cái hướng là hướng Tây, một hướng là hướng, nó có hai mặt tiền, một hướng Tây và một hướng là hướng Nam. Thế này, trước khi nói về hướng hợp tuổi nhá. Thực ra nếu theo định long của Tam phái thì cả hai hướng đấy nó đều không hợp với chân long tuổi bạn. Tuy nhiên hướng nam trong năm 2021 lại là từ năm 2021 trở đi, từ từ năm 20 trở đi lại là cái hướng vượng nhất trong cả 8 hướng và kéo dài hơn 40 năm, là cái hướng đại vượng vì ngũ hành thuộc hỏa đắc lệnh. Còn cái nhà hướng tây thì hết vận rồi, muốn phát triển thì 25 năm nữa kéo chưa đến, đúng không, phải hồi tính, nhưng mà khả năng là hơn 20 năm nữa mới vào được vận, cho nên cái việc mà lập hướng là anh nên cân nhắc. Chắc cái này là phải nhờ thầy inbox riêng. Dạ vâng ạ, anh sẽ tư vấn thêm sau ạ. Cảm ơn thầy.